Hi, xin chào các em. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau để vẽ và tô màu hình của một chiếc máy tính laptop các em nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau để vẽ. Phía bên trên này chúng ta sẽ vẽ phần màn hình của chiếc máy tính này. Phần màn hình này, phía bên dưới này chúng ta sẽ vẽ phần bàn phím. Đây là phần bàn phím của chiếc máy tính này. Ta sẽ vẽ phần khung của phần màn hình này nhé. Các em thấy là rất đơn giản, chúng ta đã gần hoàn thành được bức tranh của một chiếc máy tính laptop rồi các em nhé. Ta sẽ vẽ phần bàn phím. Ta sẽ vẽ phần bàn phím. Phần bàn phím các em nhé. Bên cạnh này chúng ta sẽ vẽ một con chuột. Đó, một con chuột này. Chuột này thì sẽ cầm dây. Rất là đơn giản, chúng ta đã vẽ xong hình của một chiếc máy tính rồi. Chữ này sẽ là một hình trái tim. Sau đây chúng ta sẽ cùng tô lại các cái nét vẽ này và sẽ tô màu các em nhé. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau để tô màu các em nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tô, đó chính là màu đỏ. Màu đỏ chúng ta sẽ tô phần trái tim ở phía giữa này các em nhé. Chúng ta sẽ tô một hình trái tim có màu đỏ. Đó, màu đỏ các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng đó chính là màu vàng. Màu vàng chúng ta sẽ tô phần màn hình. Ta sẽ tô toàn bộ phần màn hình này có màu vàng em nhé. Đó, màu vàng em nhé. Vậy ta đã tô xong phần màn hình rồi. Tiếp theo phần viền ngoài của màn hình chúng ta sẽ sử dụng đó là màu cam. Màu cam em nhé. Màu cam. Như vậy là chúng ta đã tô xong phần màn hình phía trên rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ lựa chọn đó là màu xanh lá cây các em nhé. Xanh lá cây chúng ta sẽ tô phần viền này đi. Phần viền của bàn phím phía bên ngoài chúng ta sẽ tô màu xanh lá cây.
Tiếp theo đó là chúng ta sẽ sử dụng màu hồng em nhé. Màu hồng chúng ta sẽ tô phần dưới này. Đó, màu hồng. Đây là phần con chuột. Chuột cầm tay chúng ta cũng sẽ tô màu hồng. Ta sẽ tô phần bàn phím nữa các em nhé. Bàn phím thì chúng ta cũng sẽ sử dụng các cái màu sắc khác nhau. Đó, màu hồng. Ta đã tô các cái phím có màu hồng rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng đó là màu xanh. Màu xanh dương em nhé. Đó, màu xanh dương. Màu tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng đó chính là màu đỏ. Đó, màu đỏ em nhé. Như vậy còn một số phím nữa thì chúng ta sẽ tô nốt màu vàng em nhé. Em thấy là chiếc máy tính này có bàn phím rất là nhiều màu sắc. Đó, như vậy là chúng ta đã vẽ và tô màu xong hình của một chiếc máy tính laptop rồi em nhé. Video vẽ và tô màu đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong các video lần sau.